Xin chào tất cả các bạn đã đến với series Minecraft sinh tồn tập 52 nha. Đấy, thì tập trước là mình đã đào được rất là nhiều mảnh đất có đại nha các bạn. À không nhiều không? Khoảng 7 thôi, đối với mình cũng nhiều rồi. Đấy, thì tập trước là mình đào xong là mình đã hết giường rồi nha. Thì tập này là mình về mình tìm những cừu để mình đập, để mình lấy lông cừu để mình làm giường ấy. Mình cũng sực nhớ ra là trong chuồng mình cũng rất là nhiều cừu, cho nên là mình đã nhổ mấy cái lúa này đấy, để mình có thể mình nhổ mấy cái lúa này để mình lấy lúa mình cho cừu ăn nha. Đấy, để mình xem là có cái cuốc được không, mình cuốc nốt mấy chỗ này mình đào quá bắt cua qua đây này, tháo cành để mình đi vào là auto đóng cửa luôn để không cho creeper nó vô nhà mình, chứ không nó vô xác định là nó banh cái nhà mình luôn đấy các bạn. Ok, đây để thế là mình sẽ xem là mình đủ làm một cái khung tranh không. Mình nghĩ chắc không đâu. Đây mình sẽ cắt đá vào nha, cái tạm ở đây thôi đấy. Đồ mình rất là đầy luôn rồi các bạn này. Giết mấy con gà đấy, xem nào, còn hòn sỏi nữa, sỏi thôi cất chỗ tạm đi. Đấy, đá lửa thì cũng cất tạm ở đây. Còn mấy món đồ mình sẽ cất tạm bợ vào đây nha các bạn. Làm nhiều gỗ vào thì mình có thể lấy giường. Xong rồi, để xem khung tranh là đủ làm nhỉ. Khung tranh nhưng không đủ làm ạ. Ra thuộc, đây ra thuộc, ra thuộc, ra thuộc, ra thuộc, ra thuộc. Đây, làm khung tranh. Một xong điểm dương nhỉ, chẳng ghê ấy. Ok, tầm này mình sẽ đi làm mình có cửa đại, nhưng mà trước khi mình đào thì mình có phải là cuốc những đất này trước. Ngon 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 ngon, mưa điểm tốt này, tôi đặt tạm đây. Đấy, cuốc đất xong là mình sẽ để ngay đây luôn nha. Đấy, mình sẽ cuốc vào chỗ này cho nốt. Mưa mà thế mình có đấy các bạn. Làm nhanh, cố gắng để chút năng lượng là được. Mình sẽ cất cái cuốc lại và mình sẽ vô cho bò ăn. Mình cất cuốc ở đây, vô cho cừu ăn thôi. Ủa ôi, đầy hết rồi. Đúng rất phải con đấy. Một cụ, hai cụ, ba cụ. Mình nuôi con mấy con này để mình làm thịt. Bốn cụ, ok. Xong cứ đâu ăn đi. Đấy, cho hai con này ăn. Cho ăn, cho ăn, để đấy. Đấy, cho cừu ăn tiếp. Cừu nó là đàn luôn. Cho ăn đi, yeah. Cho ăn. Rất khó nhỉ. Nhít đâu ấy. Con này bọn là ma cắt để đơi đấy. Nhít đâu, ơ đơ à? Lũ game rồi. Chán đấy nhỉ. À, có một con chó ở chuồng này. Đây thì mình lấy cái này dụng. Vô nhanh, vô nhanh. Vô. À, chúng nó tắt cái thông báo nó cứ mở làm sao nhỉ. Bọn Android 11 này làm ăn cực kỳ vớ vẩn luôn các bạn. Đúng là cái bản Android tệ nhất mà mình dùng luôn. Android 11. Ui, gà con, gà con, gà con. Hơi thoa giống các bạn. Đây, có lông, có lông. Ok, xong. Xong rồi, đóng cửa, xong. Đây. Xong tiếp. Đây, cứu con. Cũng cho ăn luôn. Cho ăn. Xinh, 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 xinh. Đấy, xinh rồi. Về lấy lông cừu các bạn. Thôi tôi lúa nhỉ, không sao, chết bà rồi. Cho ăn, cho ăn, cho ăn, cho ăn. Sinh sản nhanh phết nhỉ. Sao mày cắt nó không phải gì tính nhỉ. Ồ chiều. Thôi giết hai con lại. Vừa sinh ra phải chết rồi. Ồ thế, lên xong rồi nha. Con heo, con bò chắc phải lấy sữa. Xong nào, được 11 lực khối len.
11 với em 3, 4, 12. Còn 12 thôi. Nhớ một con nữa là xong. Ok, giờ mình sẽ về nhé. Giờ mình sẽ về, mình cất cất đồ xong mình vô cửa mình gục luôn. Đang gấp lắm rồi. Xong. Đấy, xong rồi. Đang gấp lắm rồi các bạn. Xem đồ ăn đủ chưa nhỉ? Ok, đồ ăn đầy luôn đấy các bạn. Đầy luôn. Ok, vô đồ, có vô cửa mình gục nha các bạn. Xì kê. Anh bạn ơi, bình tĩnh. Chết tôi rồi. Con chó này nữa. Tôi vô đi ngủ không yên. Úi dồi, chết rồi cho con. Đấy, cho ra xa. Được rồi, cho ra. Ok. Đến được các bạn. Đấy, chờ cho nhí đi. Xong. Đó luôn. Chúng ta có thắng để chính nha. Để con bạn này giết mình à? Ok, con lợn này, mấy con lợn này giết mình. Giết con. Đổ vô nhiều con. Bạn này chắc phải giảm được mấy chục ký thì mới vô được. Ra thủ vứt cụ đi được cái gì á? Ok, mình sẽ vô địa ngục nha. Bạn Pigman kìa, nhanh. Nó bắn tôi phát rồi, tôi chết tôi lên đấy. Trời ơi. Nhanh. Black hole. Bắt luôn. Mình người sẽ thăng lắm. Đây rồi. Rồi. Mình người sẽ thăng lắm các bạn. Đấy. Đánh luôn. Đánh người tóc luôn. Đây. Ăn cái gì đây. Xong. Xem nào. Đỡ mất máu. Là xong rồi. Chỗ này giấu anh nha. Phúc đấu mất cụ 8 phút. Đại trưởng. Không sao. Mình cũng rất là nhiều nha. Tổng cộng là 22 clan. Ok. Thì trứng mất cụ như xong. 22 clan. Đừng gỗ. Thừa gỗ luôn đấy các bạn. Và chế tạo. Đầu tiên là chế ra 4 cái giường đầu tiên. Đấy. Chế 4 cái giường đầu tiên đi. Bây giờ mình sẽ vô đây mình đào tiếp nha. Không nhớ là chỗ mình đào ở đâu ấy. Ok. Bên này à, có chỗ cái bịt đi. Chết đà rồi. Đập tới chết luôn đấy. Bịt lại. Đây đào bên này nha. Vừa đào mà có đứng là dài luôn. Kết quả là không có kết quả. Quá rất là trắng. Thôi chắc mình quay lại các bạn. Chắc quay lại thôi. Mình sẽ đập xuống cho xem nào. Ui. Chạy. Đá vàng ơi. Vừa đào nó không có luôn, rất là chán. Thứ cho mình sẽ đổi chỗ đào ấy. Chắc đá mà hỏng cũng luôn đấy. Mình sẽ sang chỗ nào chỗ nhỉ? Bên này. Mình sẽ đào sới tung đi nha các bạn.
không có kết quả mọi người ạ. Chán thế. Chắc có vẻ là cái số lượng cái giường mình làm cũng hơi ít. Chẳng nào được cái gì. Chán ghê. Mình sẽ làm thử làm nổ luôn cái khu này nhá. Nhưng mà có chừng lạc đường luôn đấy các bạn. Bịt cái này lại. Bên này nữa. Các bạn ơi, có rồi, có rồi các bạn ơi. Đằng kia, đằng kia, đằng kia. Ngon. Được rồi. Có bạn ơi. Ui ngon thế nhỉ. Cục này mãi đào đây bạn. Nè. Đấy được rồi. Quay lại lại sẽ tung cái khác. Nhưng mà chốt lại nhé. Không lạc đường toi. Có rồi bạn ơi. Ngon 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 ngon. Một cục. Hiệu suất giống này luôn. Phá tung cả khu mỏ các bạn. Đây thì mình chế tạo một cái tường nữa, xong. Đã mất lát cái máy rồi các bạn. Lát hết cả máy mà hiện tại vẫn chưa thấy cái gì luôn các bạn. Thấy mỗi 9 cục rồi. Đấy, mỗi 9 cục. Mình là 3 phơi này clip phải 8. Dưới này có một cái này đây. Sao dùng cách này đỡ phải bị đỡ phải dùng giường. Một cái nữa các bạn ơi. Hai cái luôn. Ghê thật. Hiệu suất cũng ghê phết này các bạn. Nhưng mà mỗi tội là đào như cái kiểu này thì tốn độ bền cúc ghê gớm ấy. Nãy cái cúc này của mình nó gần full mà bây giờ nó cũng gần về gần như là về hưu rồi các bạn. Ghê phết không biết. Vẹp hai cục cụ luôn.
ba cục luôn đấy các bạn. Ui rồi, vèo cụ sát ba cục luôn, ghê thật, kinh. Đáo này mẹ vèo phát ba cục luôn. Biết vậy từ trước mình đào cái này luôn đấy các bạn. Đào kết hợp với cả nổ. Trước là cứ làm nổ suốt thôi mà là không kết quả kêu. Ghê thật. Quá khủng khiếp. Chắc mấy chốc phải đại gia luôn đấy các bạn. Đây để mình sang kinh nghiệm về cái này. Để mình lấy mấy cái này sang kinh nghiệm á. Nhưng mà đáo thì có một cái nhược điểm là rất là chóng mỏng cúc luôn các bạn. Ui ui lava lava lạ. Bít 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 bít. Bít lại cho bố mày đào coi. Đường ra bên kia nhá. Ôi dồi. Đúng không nhỉ? À. Đúng rồi, ở dưới đường nhiều lava đã chửi luôn. May mà cái này nó không bị chém vào lava ấy. Hiện tại là mình được 13 đá ngục rồi nhá. Kia thật. Đại kiếp thôi. Mà sao xác định có phải lấy nhiều giường với cả đầu tư một cái cúp. Hiệu suất có thể chậm. Cái bọn này hay chui rúc lắm các bạn. Thế mình phải dùng TNT với giường. Không đào phát được ra kim cương dễ lắm rồi. Đâu phải dùng giường. Tiếp tục đi. Ôi 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 ôi. Úi dồi ôi. Lava 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 các bạn ơi. Ui ôi ôi ôi. Bít lại hết đi. Trời ơi. Cái này mà không trèo lên kịp xác định luôn là nướng thành than luôn đấy các bạn. Tiếp. Bít 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 bít. Chết con mẹ này bị nướng các bạn ơi. À. Có đấy làm mai làm ấy nhá. Mẹ cứ nhắn nhiều ghê hả. Xem lại đi. Ba bị thủ thoại rồi. Ui, xem nào. Tiếp tục luôn. Công nhận đào của này cũng hữu ích ghê ấy. Mỗi tội là tốn độ bền cúp rất là nhiều hơn nữa. Một cục. Ô, chán ấy. Mỗi cục thôi à? Thôi kệ. Mỗi cục. Không sao. Đấy. Giờ ra để lại được mỗi cục rồi. Đó, tốt lắm rồi. Nhưng mà phẩm tốt hơn đi đôi đi ba. Đây, tiếp tục như cái chỗ này nữa. Phá hủy luôn, không máu luôn. Đấy, đã chơi được chiến luôn. Ô, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, cái này đừng lên đấy các bạn ơi. Đừng phá hủy, đừng lên nha. Đấy, xong rồi. Cái bãi này gần như là bị mình phá hủy gần hết luôn đấy các bạn. Đây còn cái bên này nữa, tới công chuyện luôn. Xong rồi cái bãi này là mình chính thức là mình dừng game luôn. Làm nổ banh hùi luôn. Thế vẫn không có. Tiếp.
Ok, giường đâu nhỉ? Mới hết giường luôn rồi. Không còn gì luôn đấy bạn. Tàn hết luôn. Ok thôi, chắc có lẽ mình video này mình xin phép các bạn tập tạm dừng thôi. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Chắc tập sau là mình cũng phải đầu tư thêm một cái cúp hơn nữa các bạn. So speed, cái này là những cái giày mình. Ok, cảm ơn các bạn, mình đây.